quý vị đại biểu, toàn thể quý bà con, doanh nhân, doanh nghiệp, nghệ sĩ, đồng hương Quảng Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Lời đầu tiên, thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và gửi lời chào trân trọng, lời chúc tốt đẹp nhất đến quý bà con, doanh nhân, doanh nghiệp, nghệ sĩ tham dự chương trình những ngày văn hóa đồng hương Quảng Nam, khu vực phía Nam lần thứ 3, 2023, do Hội đồng hương Quảng Nam tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Thưa toàn thể bà con, chương trình những ngày văn hóa đồng hương tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 diễn ra từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 6 năm 2023 là dịp đầu nên sự gắn kết mạnh mẽ hơn nữa giữa đồng bào bà con đồng hương Quảng Nam tại thành phố Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam, là cơ hội để giới thiệu quảng bá các giá trị văn hóa ẩm thực, các sản phẩm ô cốp, thông tin về tình hình kinh tế, chính trị xã hội và mời gọi các nhà đầu tư kết nối giữa tỉnh nhà với bà con đồng hương Quảng Nam tại thành phố Hồ Chí Minh cùng với các khu vực phía Nam. Chương trình được tổ chức mang ý nghĩa rất thiết thực nhằm ghi nhận những nỗ lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh cùng sự nhiệt tình tham gia các hoạt động vì cộng đồng của quý bà con, doanh nhân, doanh nghiệp và nghệ sĩ. Đây là chương trình để tạo sự giao lưu gắn kết giữa con người đất Quảng xa quê, lập nghiệp, hoạt động văn hóa mang lại sự thành công cho bản thân, góp phần vào sự phát triển của đất nước và luôn hướng về quê hương Quảng Nam. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, tôi đánh giá cao sự tích cực chủ động của đơn vị tổ chức chương trình và hoan nghênh toàn thể quý bà con, doanh nhân, doanh nghiệp, nghệ sĩ, đồng hương Quảng Nam tại phía Nam và hưởng ứng tích cực chương trình tham gia ý nghĩa này. Để tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết gắn bó đối với những người đồng hương Quảng Nam, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các hoạt động của đồng hương Quảng Nam tại thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian đấy. Đồng thời cũng mong muốn Ban chấp hành Hội đồng hương Quảng Nam tại thành phố Hồ Chí Minh luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, ngày càng đoàn kết, tiếp tục nâng cao tinh thần tương thân tương trợ, tiếp tục quan tâm hỗ trợ bà con Quảng Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhân dịp này, để kịp thời động viên những cá nhân tập thể đã có những thành tích xuất sắc trong việc vận động, đóng góp xây dựng và phát triển Quảng Nam trong những năm qua, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam sẽ tặng bằng khen cho 4 tập thể, 36 cá nhân và tặng bằng công nhận cho 120 cá nhân tiêu biểu thuộc Hội đồng hương Quảng Nam khu vực phía Nam. Một lần nữa, tôi xin kính chúc quý bà con, doanh nhân, doanh nghiệp, nghệ sĩ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống. Chúc chương trình Ngày Văn hóa Đồng hương tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Cảm ơn những phát biểu và chia sẻ của ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam. Và kính thưa quý